Cây cầu mái lá cổ xưa, bao năm vẫn thế nắng mưa dãi dầu. Dù ai đi đâu về đâu, nhớ ghé cổ nễ qua cầu ngắm kênh. Vâng, đây là câu thơ về cây cầu Nàng Kênh thuộc Trực Ninh, tỉnh Nam Định, cách thị trấn Cổ Nễ 1 km. Trông xa rất dị thường và rất là nét độc đáo của làng quê đồng bằng các Bắc Bộ. Cây cầu Nàng Kênh có tuổi đời 700 năm, thuộc thời nhà Lý. Và ngày xưa các cụ xây dựng bằng gỗ lim, toàn bộ các cột kèo bằng gỗ lim và mái lá nộp bằng mái cọ cổ xưa. Người dân làng là mỗi nắng ngày hè là nên cầu ngồi hóng mát. Và cây cầu dài 15 mét, cây cầu Rộng rộng 5 3 mét, cao 5 mét tính từ mặt sông, cao và một trong ba cây cầu 3 mét. cổ nhất của Nam Định và cổ có niên đại hàng trăm năm và được trùng tu nhiều lần. Đó là nét độc đáo của đồng bằng Bắc Bộ và của người Wow. dân Nam Định.